Xin chào doanh nhân diễn giả Nguyễn Thái Duy. Vâng. Dạ. Thì Bôn Siêu rất là cảm ơn, xin được gọi là thầy cho thân mật, tại vì em cũng học của thầy. Dạ. Vâng. Trước tiên là cảm ơn thầy là đã lựa chọn Bôn Siêu hôm nay để chụp bộ ảnh doanh nhân cho thầy. Vâng. Phiên bản 2018. Vâng. Dạ, bởi vì trước đây đó là đầu năm 2016. Vâng. Thì tụi em cũng rất hân hạnh được thầy đưa qua Singapore để thực hiện một bộ ảnh doanh nhân ở Singapore. Vâng. Dạ, vậy thì sau hơn 2 năm mình thầy quay lại và thầy chụp lại một bộ ảnh doanh nhân mới, thì cái cảm nhận của thầy như thế nào, thầy có thể chia sẻ được không ạ? Thật sự là ngay từ đầu, để mình nói ngay từ đầu trước. Lúc xưa thì mình cũng tiếp cận rất là nhiều bạn chụp hình, nhưng mà từ khi mà Cường thực hiện cái tấm hình với gia đình của mình á, thì mình phát hiện nó lột tả cái gia đình của mình, lột tả bé Bambi nó một góc độ rất là khác. Và cái đó là nó đưa đến cho mình một cái quyết định là năm 2016 có cái chuyến ở Singapore và nói Cường là qua bên đó chụp luôn. Thì thực sự mà nói đó là khi mà đã quen với cái ống kính của Cường rồi đó thì không chọn ai được nữa, rất là khó có chọn. Thì năm nay quay lại, sau 2 năm quay lại, rất là cảm ơn Cường đã nói mình là phải nên đi chụp lại. Thì rõ ràng năm nay chụp là cái thần thái của mình nó rất là khác. Bản thân con người mình thì nó nhỏ, các bạn biết nó nhỏ, người tạng nhỏ mà khó chụp hình, để mà gọi là ai lên hình thì cũng muốn đẹp trai hoặc là muốn nó phong độ, đúng không? cái đó là điều chắc chắn rồi. Đúng rồi. Tuy nhiên là mình rất là bất ngờ là khi mà mình nhìn những cái khung hình này nè, và Cường đã lấy được đúng cái phần cái body, và khi mà người ngoài họ nhìn vào á, nó lộn tả ra được cái thằng sắc và gọi là cái phong cách gọi là khỏe mạnh, gọi là nam tính của một người nam, chứ không phải là một không có nhỏ bé nữa, không nhỏ bé. Cái thứ hai nữa là các bạn thấy tóc của mình cũng đã nâu bạc rồi, tức là đã về luống tuổi. Tuy nhiên khi mà cái thể hiện qua hình đó thì tự nhiên nó lột tả cái nét trẻ ra, cái nét mạnh mẽ nam tính của người đàn ông ra. Thế là một người chủ của vườn ươm doanh nhân Huy Chuyên Ninh, đã đào tạo bên giờ phải rất nhiều ngàn các doanh nghiệp và nhiều anh chị doanh nhân thành công rồi. Thì thầy có thể chia sẻ được là cái hình ảnh đối với một người doanh nhân nó quan trọng như thế nào, và tại sao mình lại nên cần có những cái hình ảnh chuyên nghiệp như vậy được không ạ? Thực sự thì khi mà chúng ta đã ra làm kinh doanh rồi á, thì một cái tài sản mà rất là quý và phần lớn là mọi người không có nhận ra, cái tài sản đó là tài sản vô hình. Phần lớn là mọi người cứ đi tìm cái tài sản hữu hình, là chúng ta trang bị cho chúng ta một cái xe, chúng ta trang bị cho chúng ta một cái nhà, nhưng nó có một cái tài sản vô cùng quý, đó là tài sản cái thương hiệu cá nhân của mình. Cái đó là chỉ có mình có, không ai có được, mà nó nằm ở phía bên trong người mình. Cái còn lại là chúng ta phải đào nó ra, chúng ta đào nó qua cái câu chuyện, chúng ta đào nó ra những cái lời văn chúng ta viết. Và một cái mà người ta nói là một cái tấm ảnh thật đó, nó hơn cả ngàn lời nói. Đó là chúng ta phải làm cho cái tài sản đó, nó ẩn sâu trong con người chúng ta ra qua những cái tấm ảnh, nó lột tả đi và nó trải dài theo năm tháng. Và khi mà các bạn đã qua được cái khoảnh khắc đó trong cuộc đời đó, không bao giờ các bạn có thể có lại được cái khoảnh khắc đó lần thứ hai, vì tuổi bạn lên, mọi thứ bạn lên, nên là những cái chúng ta đã hành trình cho người doanh nhân rồi, thì cái người doanh nhân trước khi mà chúng ta bán ra được sản phẩm của mình, chúng ta bán được cái thương hiệu công ty của mình, bán được cái thương hiệu hàng hóa của mình, thì chúng ta phải bán được cái chính cái thương hiệu cá nhân của mình. Nó thật là vô lý khi suốt ngày chúng ta cứ nói rằng là sản phẩm chúng ta làm rất là tốt, công ty chúng ta rất là uy tín, mà chúng ta ẩn cái khuôn mặt chúng ta đeo mắt đi, chúng ta giấu đi, cái đó là cái mà tinh túy nhất con người của mình, thì mình lại giấu đi. Thì cái điều đó là cái điều nó có cái gì đó nó không có hợp lý. Và bản thân mình thì mình luôn ý thức cái việc đó. Hàng ngày các bạn thấy mình viết trên Facebook, mình là có những kênh trên YouTube, mình luôn tìm mọi cách để mà mọi người biết được cái khuôn mặt của mình. Bán hàng là phải xuất hiện cái khuôn mặt của mình ra, bán hàng đừng có giấu mặt. Mình giấu mặt thì làm sao mà người ta biết mình là ai, mà người ta tin người ta mua hàng được. Nó là những bạn mà làm kinh doanh đã cho mình một cái chức danh là làm chủ doanh nghiệp, cho mình chức danh là giám đốc, thì các bạn cần phải chuẩn lại cái hình ảnh đó, chính là cái thương hiệu cá nhân, cái đó là cái tài sản mà quý nhất. Và mình tin rằng là sau khi mà bạn làm việc đó, mà nếu mà các bạn có dịp hợp tác với bạn Kiên Cường, thì các bạn sẽ quý cái bộ ảnh đó. Quý. Bản thân mình thì đây là cái bộ ảnh thứ ba. Bộ ảnh thứ nhất là Kiên Cường thực hiện với gia đình của mình,
bộ ảnh thứ hai là với cá nhân mình ở tại Singapore, và bộ ảnh thứ ba này là ở tại thành phố Hồ Chí Minh này, thì chắc chắn rằng mình sẽ quý đó và nó theo mình cả cuộc đời này. Cảm ơn Kiên Cường rất là nhiều. Cảm ơn thầy. Thầy có thể chia sẻ thêm là cái cách thầy sử dụng cái bộ ảnh đó cho công việc kinh doanh của mình được không ạ? Khỏi nói rồi. Hiện tại thì thứ nhất á là Facebook, nó xuất hiện trên avatar Facebook, nó xuất hiện trên banner Facebook. Cái hai là nó ở trên cái web cá nhân. Cái trang web cá nhân á thì cái banner và chưa hết đâu các bạn, từng cái bài viết của mình, từng cái bài viết của mình, để nó có những cái hình ảnh của mình, để gì vậy? Để khi mà các bạn lên Google, không tin bây giờ các bạn lên Google, bạn search Nguyễn Thái Duy, thì lập tức là các bạn chọn hình ảnh, lập tức là hình ảnh mình họ so ra kỹ hết. Cái thứ ba đó là trong cái quyển sách của mình, trong những cái quyển sách của mình. Cái thứ tư là gì? Khi mà báo chí nó viết về chúng ta, thì chúng ta phải có những cái bộ ảnh đẹp chúng ta gửi cho họ. Cái thứ năm là thỉnh thoảng chúng ta lên truyền hình, thì kể cả đài truyền hình họ cũng cần những cái hình ảnh đẹp của chúng ta. Thứ sáu là bây giờ là chúng ta có cái kênh YouTube. Các bạn thấy chưa? Thì chúng ta hình ảnh chúng ta, những cái tấm thumbnail ở bên ngoài á, là chúng ta chọn những cái tấm hình này. Thứ bảy là các bạn xuất hiện trên các cái tờ rơi, rồi xu bắt rớp của công ty của chúng ta, banner đó. Thứ tám là khi các bạn làm việc với các đối tác khách, đối tác bạn, và họ cần hình ảnh của các bạn trong những cái vị trí mà đối tác nó cần giới thiệu, thì cái ảnh này là cái mà bạn rất là tự tin khi mà bạn gửi cho họ, bạn không phải suy nghĩ lăng tăng gì. Cái mình có việc làm việc rất là nhiều đối tác mà mọi việc rất là ok, mà khi mà tới gửi ảnh thì họ bí, họ là em không có cái ảnh. Thì đó là lý do mà chúng ta hãy mạnh dạn để chúng ta làm việc, bởi vì chúng ta làm có một lần nhưng mà chúng ta sử dụng nó trong rất là nhiều việc, và chúng ta sử dụng nó hoài luôn. Vâng, em cũng rất là cảm ơn thầy đã cho tụi em cơ hội để chụp ảnh buổi chiều hôm nay, và ngoài ra còn cho em xin những cái cảm nhận rất là quý báu. Xin cảm ơn thầy, chúc thầy luôn luôn nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp mà đào tạo thật nhiều doanh nhân của mình. Cảm ơn bạn Kiên Cường, cảm ơn thương hiệu Boy Studio, cảm ơn bạn Nguyễn Long, cùng chung đội ngũ của các bạn đã song hành cùng B-Training và cùng mình. Chào các bạn.